với đặc điểm là dễ dàng sử dụng, các bạn có thể mua chiếc máy này để dành tặng cho ba mẹ của mình. Bởi vì khi mà lớn tuổi hơn một xíu á, thì răng của ba mẹ mình sẽ bị yếu nè, với những loại trái cây cứng thì rất là khó để dùng, cho nên là mình có thể nhờ vào chiếc máy ép này để bổ sung thêm vitamin cho ba mẹ của mình. Một ly nước ép thì luôn mang lại cho mình cảm giác là sảng khoái và tươi mát. Và đây là ly nước ép được ép từ chiếc máy ép trái cây Ava này đây. Và để biết thêm được thông tin chi tiết cũng như là chất lượng hoạt động của máy ra sao thì hãy cùng với Nam bắt đầu video ngay thôi nhé. Máy ép trái cây này của Ava thu hút người dùng bởi một vẻ ngoài đơn giản với hai gam màu chính là màu bạc và màu đen, đi cùng chất liệu kim loại ở phần thân máy, cho nên là về tổng thể tạo nên một vẻ ngoài cứng cáp và chắc chắn. Nói về phần thân máy thì được làm từ vỏ kim loại, cho nên là trong quá trình sử dụng thì mình cũng nên thường xuyên lau chùi để cho phần thân máy này luôn giữ được vẻ ngoài sáng bóng nhé. Bên dưới phần chân đế thì còn có lớp cao su hít chống trượt giúp cho máy hoạt động êm ái và không bị rung lắc khi xay. Phần thân máy này nhìn như vậy thôi nhưng mà khi Nam cầm lên nè, rất là nhẹ, cho nên là với ưu điểm này á thì mình có thể là dễ dàng đem để di chuyển hay là cất gọn đi sau mỗi lần sử dụng. Về tổng quan thì máy sẽ gồm 5 bộ phận chính, cho nên việc tháo lắp để sử dụng hay vệ sinh cũng không phức tạp lắm. Đầu tiên gắn liền với phần thân máy này chính là học thu nước ép và vòi ra bả ép. Và tiếp đến sẽ là một bộ phận rất là quan trọng, đó chính là lưới lọc này nha. Phần lưới lọc này thì được làm từ kim loại cùng thiết kế kết hợp với lưỡi dao ở bên dưới giúp cho trái cây khi mà đưa vào ép sẽ được cắt nhuyễn. Và để cho được nguyên liệu vào máy để ép thì không thể nào thiếu được phần ống tiếp nguyên liệu đi cùng với nắp đậy. Và tiếp đến là thanh nhấn này đây. Nam thấy thì ở đầu ống tiếp nguyên liệu này nè thì nó có độ rộng vừa đủ, ước chừng thì nó có thể cho vừa một trái táo bi, nhưng mà để ép mượt hơn thì Nam thấy là tầm vừa 1/4 quả ổi thôi. Các bạn nhớ là sau khi mà mình đã lắp hết các bộ phận xong rồi á thì mình cần phải kéo khóa an toàn này lên. Đó, như vậy thì máy mới bắt đầu hoạt động được cũng như là sẽ giữ cho các bộ phận được cố định trong quá trình mình ép. Ngoài các bộ phận chính ra thì máy đang còn có thêm một cốc đựng bã và một cốc đựng nước ép. Cốc đựng nước ép này thì có dung tích theo thông tin từ hãng là 600ml, nhưng mà thực tế thì chỉ chứa được khoảng 500ml thôi. Đây, các bạn có thể thấy nè, trên vạch 500ml tới vòi rồi, nên là nếu mà ép thêm nữa là nó sẽ bị trào ra đó. Bên trong cái cốc đựng nước ép này thì Nam thấy là có thêm một cái thanh trắng nữa. Lúc đầu thì Nam cũng không biết rằng là cái thanh trắng này sẽ để làm gì, nhưng mà khi mà trải nghiệm rồi ấy thì Nam biết là thanh trắng này sẽ hạn chế cái lớp bọt khí khi mà mình rót nước ép ra ly á. Tùy vào nguyên liệu ép mà mình sẽ lựa chọn chế độ ép cho phù hợp bằng nút vặn ở trên thân máy này nha. Và các bạn có thể thấy thì máy có hai tốc độ. Với tốc độ 1 này thì dùng cho các loại trái cây mềm, riêng những loại trái cây cứng hơn một chút thì sẽ dùng với tốc độ 2. Ngoài ra thì dù là máy ép nhưng mà lại có thêm chức năng nhồi nữa, dùng cho các loại trái cây có kết cấu cứng nhiều hơn. Điểm sơ qua về phần thiết kế cũng như là cách vận hành của máy thì Nam thấy là cũng khá là đầy đủ rồi. Bây giờ thì Nam sẽ trải nghiệm ép luôn với chiếc máy ép này, với dĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn rồi đây, bao gồm là ổi nè, thơm nè. Như lúc nãy Nam có nhắc thì ở phần ống cửa tiếp nguyên liệu này thì nó cũng vừa phải thôi, thế nên là Nam đã cắt sẵn ra luôn rồi, bây giờ chỉ việc đem vào và ép thôi. Trước tiên thì Nam sẽ cho ổi vào, vì ổi cũng hơi cứng cho nên là mình sẽ chọn luôn tốc độ 2 nha. Có thể thấy là lực ép của máy cũng khá cao nên là vừa cho miếng ổi vào và dùng tay đẩy nhẹ là máy đã có thể ép gọn gàng. Riêng với thơm có độ mềm hơn nên Nam sẽ chọn tốc độ 1 thôi. Lúc này thì cảm giác là lực ép của máy có phần nhẹ hơn, cho nên là mình cần dùng sức để đẩy thơm xuống mới được. Trong lúc ép thì đúng thật là nhờ vào chân đế cao su ở bên dưới cùng với phần thân cứng cáp, cho nên là máy hoạt động khá ổn, không bị rung lắc mạnh. Nam cũng tranh thủ đo độ ồn của máy xem như thế nào, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Nam vừa mới ép xong một dĩa trái cây luôn, bây giờ thì Nam thấy là cốc đựng nước ép cũng đã sắp đầy rồi, mình sẽ rót ra ly và thưởng thức thôi. À mà ở đây thì ở vòi đã nước ép á, Nam thấy là nó không có nút chống tràn, nên mà khi kéo cốc chứa nước ép ra thì mình có thể dùng một ly khác đặt vào để tránh nước bị rỉ ra gây mất vệ sinh nha.
Vì lúc mà ép á, thì máy sẽ chạy thẳng trực tiếp xuống cốc đựng luôn. Thế nên các bạn có thể thấy nè, có một lượng khá bọt ở trên bề mặt luôn. Và khi mà rót nước ép ra ly thì thanh chắn cũng hạn chế được phần nào bọt thôi, chứ cũng không giảm hoàn toàn đâu nè. Bây giờ thì Nam sẽ thưởng thức thành quả thôi. Cảm nhận được cái mùi vị rất là rõ của thơm luôn ấy. Và khi mà uống á, thì Nam cũng có cảm nhận được một chút gì đó lợn cợn của ổi nữa. Nói chung là mình sẽ cảm nhận được gần như là trọn hương và vị của trái cây luôn á. Ngon tuyệt. À, còn phần bã thì Nam có dùng tay vắt thử. Bã còn hơi ẩm, nếu như mà mình dùng tay bóp mạnh á, thì vẫn còn một ít nước. Và theo quan sát của Nam á, khi mà để yên ly nước ép sau khoảng 30 phút thì nước ép sẽ bị tách lớp rõ rệt. Nhưng mà hầu như thì máy ép nhanh nào cũng gặp phải tình trạng này. Khi mà muốn dùng thì mình chỉ cần khuấy đều lên là được nhé. Còn về phần vệ sinh máy á, thì cũng rất là đơn giản. Bởi vì máy này thì có cấu tạo từ nhựa, thế cho nên là khi mà mình đã ép xong rồi á, thì các bạn cố gắng là mình mang đi rửa thiệt là nhanh để tránh bị ám mùi nha. Khi mà vệ sinh máy á, thì mình chỉ cần tháo rời các bộ phận ra, xong rồi thì mình rửa dưới vòi nước là được. Riêng phần lưới lọc của máy như các bạn cũng thấy á, thì bị vướng nguyên liệu ở phần lưỡi dao. Để vệ sinh an toàn thì mình nên dùng một bàn chải để chà rửa hết. Nhìn chung thì với mức công suất hoạt động của máy ở mức vừa phải cùng với lực ép tương đối thôi thì Nam thấy là với những ai mà có nhu cầu sử dụng nước ép thường xuyên nè, hay là có ý định sử dụng chiếc máy này để kinh doanh nước ép thì chưa được phù hợp cho lắm. Nhưng mà bù lại với đặc điểm là dễ dàng sử dụng, các bạn có thể mua chiếc máy này để dành tặng cho ba mẹ của mình. Bởi vì khi mà lớn tuổi hơn một xíu á, thì răng của ba mẹ mình sẽ bị yếu nè, với những loại trái cây cứng thì rất là khó để dùng, cho nên là mình có thể nhờ vào chiếc máy ép này để bổ sung thêm vitamin cho ba mẹ của mình. Giá của sản phẩm thì Nam sẽ để ở trong phần mô tả để các bạn tiện theo dõi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu như mà thấy video hay và hữu ích thì các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe trước khi rời đi nhé. Tạm biệt.